Sau 4 ngày dỡ bỏ lệnh giãn cách xã hội, người dân Sài Gòn tú ra đường khá đông, đã xảy ra tình trạng kẹt xe trên cao tốc Long Thành - Bà Rịa. Theo ghi nhận của truyền thông trong nước, các dịch vụ cắt tóc, quán nhậu cũng bắt đầu đông khách. Thế nhưng ở Hà Nội và Đà Nẵng thì lượng người lưu thông trên các đường phố mặc dù cũng bắt đầu tấp nập, nhưng hàng quán vẫn chưa hoạt động lại như bình thường. Phần đông người dân vẫn còn tâm lý khá dè dặt khi quyết định ra đường. Rồi nếu mà theo như thông báo của Vũ Tiến của Truyền hình Trung ương thì chỉ giãn cách hai cái khu của Hà Nội, còn bây giờ thì hiện tại thì các quán thì cũng đã có mở ra nhưng mà vẫn bán hàng, mở ra nhưng mà khách mua thì cũng có vẻ vẫn còn ít. Giao thông thì tôi thấy có vẻ hoạt động ở đường này, mấy hôm tôi đi bộ thì trước đó thì không ít lắm, bây giờ thì tương đối nhiều rồi. Và kể cả xe buýt công cộng này thì cũng đã chạy, hôm nay thấy là có chạy rồi. Nói chung là hôm nay là hết giãn cách xã hội nhưng mà các cửa hàng coi như là cũng mở cửa trở lại, nhưng mà cái lượng người đi lại mua bán là vẫn chưa đi ra ngoài mấy. Nói chung nhưng mà sau cái thời kỳ giãn cách xã hội đấy, từ đến bây giờ là được ngày mở cửa ra thì các cửa hàng thì chủ yếu là các cái hàng mà nhu yếu phẩm thiết yếu thì mới có khách, có người. Còn các cái hàng vật dụng mà phục vụ đời sống, ví dụ như là một số việc thì cửa hàng mở ra vẫn chưa khách, và một số cửa hàng như thế là phục vụ thì chưa mở cửa, lượng người là chưa có và khách mua cũng chưa có. Lượng người tham gia giao thông thì nghe chừng là tấp lập và nhộn nhịp hơn. Tất cả là những người có công việc cần, trong thời gian này người ta sẽ phải đi giải quyết. Còn những người chưa cần thiết, người ta chưa ra được. Tôi thì từ sáng giờ ở nhà, hôm nay buổi chiều mới bắt đầu đi tập thể dục. Nhưng mà thấy là hôm nay đi thấy là đông hơn mọi ngày. Quán cũng thưa thớt, tôi chưa gặp thấy hàng quán là nhiều. Mà chỉ có lát đã có một hai cái hàng quán bán nước. Đấy, mới được bán nước mía thì có một hai hàng, thì còn đại đa số thấy vẫn còn đóng hết. Các cái hàng ăn hàng cũng chưa thấy có gì. Hôm 27, hôm 28 tháng 3 anh chị. Hôm 27 tháng 3, đến ngày hôm nay trời mới dậy. Ngày thất nghiệp. Có hỗ trợ chứ không tháng nhưng mà chưa có gì hết. Vì hành trợ bị này mới ra. Ra họ không cho vô, tại vì họ không cho tắm. Bị ni dân nhà ni với được lại tắm, chưa biết được. Tại vì nói chung là chắc có lẽ là không được. Tại vì khách đây là lượng khách về trời là lượng khách tắm biển thôi, chứ lượng khách du lịch không có. Du lịch là không ở đây. Du lịch là có nơi họ không dám đi. Coi như là tỉnh họ ở tỉnh lái. Còn nếu mà tắm biển thì có khách Đà Nẵng họ vô họ tắm thôi. Cũng đều phạt, chứ cũng không giống. Thì cũng trời cũng hơi, cũng ra thôi chứ cũng chưa chết. Chưa được bình thường, rồi vì nó mới mẻ quá. Nếu mà bình thường sau ngày lễ 30 tháng 4 thì tôi hy vọng đó là bình thường. Mặc dù Việt Nam chưa ghi nhận ca nhiễm COVID-19 nào tử vong, nhưng việc tái nhiễm sau khi xuất viện đã xảy ra. Do đó, một mặt chính phủ dỡ bỏ lệnh giãn cách xã hội theo chỉ thị 16, mặt khác, chỉ thị 19 lại ban hành ngay sau đó, yêu cầu các địa phương tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới. Theo chỉ thị 19, các cơ sở kinh doanh dịch vụ không thiết yếu như khu vui chơi, giải trí, cơ sở làm đẹp, karaoke, massage, bar, vũ trường vẫn chưa hoạt động trở lại. Ngoài ra, tùy từng địa phương có nguy cơ thấp vẫn duy trì vận động người dân không ra khỏi nhà và không tập trung quá 20 người tại nơi công cộng. Chạy bộ thì họ cũng chạy lẻ thôi, một hai người một lần chứ họ không có đi.
tháng bận như vậy. Việt Nam chưa có chết Covid. Về WHO đấy rồi mới nói cái bệnh bạ hồi thì nó không có công dịch khẩu trang hồi thì thôi gì. Bệnh không dịch không lây lan mà chữ lại nói lây lan là sao không hiểu nữa. Người dân càng tỏ ra phấn chấn khi lệnh giãn cách xã hội được dỡ bỏ, thì lãnh đạo lại càng lo lắng khi nói như Chủ tịch Thành phố Hồ Chí Minh trong một cuộc họp về phòng chống Covid-19 rằng thời gian qua chỉ là một trận chiến nhỏ trong một cuộc chiến và không ai được chủ quan lơ là vì bài học vỡ trận ở Singapore là một điển hình trước mắt.